Deepfake. Deepfake is video of a person created from computer technology, so they appear to be someone else. Deepfake là video của một người được tạo ra từ công nghệ máy tính để họ xuất hiện thành một người khác. Deepfake. Examples. Deepfakes are concerning because they can be used to spread false information. Deepfake đang gây lo ngại bởi vì chúng có thể được dùng để lan truyền những thông tin sai lệch. Here are some deepfake apps you can try for fun. Reface, Face App, Deepfake Lab. Đây là một số ứng dụng deepfake mà bạn có thể thử cho vui. Reface, Face App, Deepfake Lab.